Thưa quý vị, ngay sau khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận tại ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động đội tiêu độc khử trùng thuộc biên chế Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lực lượng phương tiện tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại các khu vực liên quan đến ca nhiễm. Đội tiêu độc khử trùng phòng dịch COVID-19 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gồm 7 cán bộ chiến sĩ, được trang bị một xe tải quân sự và một xe bồn phun thuốc khử khuẩn, đã tiến hành phun khử khuẩn tại tất cả các chốt phong tỏa, các trục đường quanh khu vực ấp Phước Tân. Với hơn 12 mét khối nước được pha với 24 kg thuốc Loframin B theo tỷ lệ quy định, đội đã tiến hành phun xịt khử khuẩn được khoảng 1.000 mét vuông là các tuyến đường chính và một số khu vực công cộng. Đối với đường hẻm nhỏ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với trạm y tế huyện, huy động nhân lực và sử dụng máy phun tay để đảm bảo 100% bề mặt đường, vật dụng, phương tiện đều được khử khuẩn bằng dung dịch Loramin B. Hệ thống phun khử khuẩn tích hợp trên xe tải, xe bồn quân sự là sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhằm mục đích phun xịt được trên khoảng không gian rộng, thời gian gấp, ít hao tốn nhân lực và vật tư. Trước đó, đội tiêu độc khử trùng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tiến hành kích hoạt thử nghiệm hệ thống và tiến hành chạy thử nghiệm trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng Quân khu 7 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.